Welcome, welcome. Xin chào, hello every mọi motherfucking người. Mà hôm nay là tao ngủ dậy đúng không? Tao cảm thấy rất là healthy. Tâm trạng là very good. Uống coffee latte vừa mua ở Paris Baguette nhá. Uống Paris Baguette xong bắn vào mồm mấy thằng Hong Kong rẩn. Thế là xong là khi mà win là double game, I feel divine. Vui vẻ lâu. Hiểu chưa? Nên là hôm nay lên trở chim rất là vui vẻ. Tuyệt vời luôn á. Alo. Alo. Lô. Em lớp 7. Cái gì đây? Sao lớp 7 lại chơi game bắn nhau rồi? Mày có nhìn thấy cái góc trái ở trên màn hình của mày là gì không? Mày nhìn thấy cái số gì cộng không? Thằng nào lớp 7 đấy? Mày không đi. Giờ này mà chơi game nó còn chơi game bắn nhau, mày có nhìn thấy cái góc trái màn hình không? 18 cộng. Lớp 7 mà đã chơi game bắn nhau rồi là sao ấy nhỉ? Ảo thật đấy. Ui giời ơi, bọn kia nó chuyên nghiệp hay sao kìa? XFC mà nghe kinh, trông kinh thế nhỉ? Chơi game phải giao tiếp này. Nghe mà nếp ơi. Nghe to vãi lìn em ơi. Có mỗi thằng lớp 7 kia hình như là trẻ tuổi quá, bố mẹ cho mua mic hay sao ấy, nó mua mic thôi. Còn anh em có mic hết đúng không? Không chơi game câm điếc đúng không? À vẫn câm điếc à? Ui! Hello. Từ em nói lại được không? Lớp 7 chưa bể giọng quá anh. Hello. Hey. Đèn back. Đông độ kinh ấy. Rồi này uống mít. Hay. Ơ, còn một long nữa sao mà? Một mít. Đông độ chơi mít kinh ấy. Đây, để anh. Để cho chúng nó biết top 4 2 Việt Nam là ai. Từ. Để anh với. Từ, để top 4 2 Việt Nam bắn rõ. Bắn đi nữa. Thằng này đâu ấy? Top 4 2. Còn. Hay. Cho chúng nó biết top 4 2 là ai ngay. Yes sir. Không. Em không phải lớp 7 đâu, anh thề. Làm gì có chuyện em chưa vỡ giọng được. Em nói lại anh nghe xem nào. Alo anh ơi, alo. Ủa nhưng mà em lớp 7 thật à? Không nhưng mà anh không tin. Em phải lớp 12. Ít em phải 18 tuổi, em đừng điêu. Ừ, anh không tin thôi chứ em. Nhưng mà em lớp 7 thật, em chưa bể giọng thật. Sao nghe nó cứ sai sai thế nào em? Tôi mua rác phải sao? Lấy đã giết hết anh ơi. Ok kìa, trả anh em. Đây. Anh ơi. Ôi kìa. Anh ơi. Trời ơi, có mạng cuối cùng để anh bắn thể hiện cho các bạn xem top 42 bắn như nào. Cũng như anh mạng gì cả thì. Mà bảo hit anh hit Eno. Con này skill như nào ấy? Skill như nào ấy? E là chạy rồi, sao anh trượt rồi. Ủa con này được đấy nhở? Để anh lần sau anh pick con này anh trượt vào lòng các bạn nữ một phát. Gì nữa vậy? Được, chứ con này. Con này mà lướt là nó toàn lướt qua thôi, toàn lướt qua đời nhau không được em ạ. Anh phải pick con đấy. Đấy đi em ơi. Đây. Ui, mày chạy nhanh thế. Ui. Kìa mọi người. Kìa. Em ơi thằng này chắc là nó top 41 châu Á, đéo phải top 42 em ạ, con mẹ nó. Ờ Khang ơi, cái ulti của con em là ulti gì đấy? Lâu lắm mình không chơi. Nó kẻ tường á, kẻ cái tường. Kẻ một đường á? Mà sao con này tệ lắm thế? À kẻ cái đường à? Để nó kẻ luôn cho anh xem này. Em chơi game bây giờ có cả kẻ một đường luôn. Kinh khủng vậy. Làm được Khang ơi. Anh thề với thằng này hack còn mẹ à rồi thề. Mấy này hack này nó bắn tần. Ta vào đầu mà cay quá. Ui thằng này hack rồi em bắn con mẹ à. Vẫn 1C nhá. 2. Vậy lìm chim cu bướm mà cứu anh cái các em ơi. Lớp 7 ơi. Sờ lâu nó lại. Lớp 7 ơi. Úi ôi. Nó lướt mẹ vào rồi lớp 7 ơi. Không sao lớp 7 ơi. À con nhạc. Hay. Thấy phản xạ chưa? Phản xạ của top 40 châu Á chưa? Đó là phải nhanh em ạ. Khi mà ấy, chúng ta không đủ tiền mua súng ấy, đừng lo. Địch tưởng ván này là eco đúng không? Nhưng mà không. Đợi tí anh phi 5 cái mồm beta kim cho chúng mày xem nhá. 15 phút cho nó có GG luôn. Kéo à? Hay em ơi. Tí anh phi 5 cái mồm beta kim cho chúng mày xem nhá. Uầy. Cái đéo gì đây? Gấp. Bình tĩnh. Ôi, từ em ơi, Loki ơi, con của em bây giờ nó là kiểu Serat à? Bắn trưởng bằng tay ấy. Pikachu. Ôi, mẹ bắn ra cả trưởng ạ. FPS đỉnh vậy. Anh nhìn Kenneth của Valorant bao giờ chưa? Nhìn nhá, chuẩn bị này, 3, 2, 1. Này. You see. Mid. Anh tới đây em ơi, không phải lo à. Đúng rồi em ơi.
Hay em ơi. Hay lớp 7 ơi. Hay lớp 7 ơi. Ở đấy hết đấy em. Ở đấy hết đấy, ở đấy hết. Đây à, đây là đoạn này. Trái nha. Đây 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 đây, để anh, để anh. Phải, Z Diffen. Ôi trời, anh ơi. Từ từ em ơi, Z Diffen em ơi, không phải lo. Z Diffen em ơi. Ami. Mấy thằng này nó gặp bố rồi, mấy thằng này nó gặp bố rồi. Mấy còn gì nữa? Mày, chúng mày lại có cần nhìn lại cái liên sâu á không? Hay này. Bốn đứa anh ơi. Back nha, back nha. Chết mẹ nó đâu ấy nhở? Có bàn chân lặng lẽ quá. Ôi địt mọi à. Ok, thích. Sao mày bay thấp thế nhở? Ôi em ơi. Thoát kìa, lớp 7 ơi. Ôi thằng. Ôi. Ôi trời ơi, lớp 7 ơi. Hết dở rồi. Em mấy thằng này bắn kinh quá. Hay. Hay. Ui. Em có cái gì kẻ tệ nạn kìa. Ôi. Hay. Ôi. Sao nó bắn tôi thì kinh mà nó bắn mấy ông này thì như bùi thế nhở. Mẹ vô ly thật. Anh sai. Đi cao, đi cao. Ui, Khang ơi. Này Khang ơi, anh nói thật với mày nhá. Nếu mà ngày xưa ấy. Lấy hốp. Ngày xưa cái thời mà châu Á mà anh top 42 ấy, mà mày bắn từ hồi đấy anh nghĩ mày phải top 41 ấy. Bắn thế cơ mà. Hay quá em ơi, lấy cho anh khẩu Kenny S. Ok. À, đó là phải khác. Hay quá em ơi, tuyệt vời. Lớp 7 ơi, cho anh khẩu Kenny S ơi. Thank you, xin chào, ta chào. Tao bảo mày nhá, bây giờ mày có nhiệm vụ lớp 7 nhá, là mày giặt qua bên này. Cái bài đấy ngày xưa ở DXG bọn tao hay dùng, hiểu không? Mày giặt con này mình nhìn bên phải, tao nhìn cửa sổ, hiểu không? Tao bắn cho tao lướt về luôn, giặt luôn. Đấy. Thôi, good luck. Rồi mày kê cửa sổ với tao kê bên này. Đấy, DXG là phải như thế em ơi. Kê trì vào. Con đã smoke tê nhá. À, tao đầu bùi rồi em ơi. Tao là quả lựu đạn em ơi. Ui hay quá, trời anh tới rồi. Long. Gỡ bom đi, để anh lo, anh bắn đéo bao giờ trượt, anh thề. Ui giật đi, mày em cần thế. Em tin anh ấy. Không sao, rồi, bắn đi. Đấy, thôi anh tới rồi. Anh bắn chậm quá. Em sợ anh chết. Đéo phải tao bắn chậm mà mày đừng bắn các mẹ khóc tao rồi, tao bắn cái gì. Ốp. Ăn thằng KS này. Hay quá lớp 7 ơi, em tuyệt vời, em 10 điểm. Tầm anh mà hồi xưa là anh giết được nó rồi, giờ. Ui giật, ngày xưa tao. Về xưa nha, 9 round đúng không? Mày lên 9 năm bằng tầm này ngày xưa mà tầm kiểu 2 năm về trước là tao 45 kill rồi, chết không? Ơ 9 round nào ơi. Mà chả 45 chết không. Anh kê cửa sổ này. Không có xe. Ui giời em ơi, thằng nào bắt em để anh em ơi. Hay. Hay em ơi. Ui. Thường thôi anh ơi. What the fuck. Chết mặt đồ rồi. Tẹt cũ này. Ui thôi. Ôi. Nghe tiếng đéo gì đấy? Đúng, mày lo nghe nếp mà kiểu nó bỏ cây ra nhá. Không giờ bò được. Anh cây ở đây nó bò kiểu gì? Bò bằng đít à? Đây đây, mới nghe. Mà nó kiểu lướt qua đây gái cho nó có chửa luôn này. Lướt qua đây một gái luôn này. Em chơi bài game kiên nhẫn à? Vào chưa? Chưa. Bọn này cũng một cú nửa Bích Phương đấy, đừng tin. Ấy, nó mới xịt sương mày lo. Không phải lo em ơi, nó lừa đấy, nó về đấy. Nó mới xịt sương kế bên anh kìa. Ui dồi ôi em ơi. Này anh ơi. Không, nó là dễ quá. Cái này là cái gì? Nó hút tao lại. Nó hút. Ở đây, thấy ơi. Trời ơi, bố. Mày bố bảo tao chả bắn trượt được viên này em ơi. Mày nó ở bên này này. Đợi tí nhá, nhìn không, đục tao. Đục mặt trượt sao. Em giúp anh nữa. Không. Có thấy đéo đâu. À thấy thật thì phải sao hút sâu thế. Ơ à, tao hút lại tao rồi. Ôi rồi. Sao hút lại tao rồi. Hết thảm. Sao vậy anh? Mày hút từ từ thôi. Mày hút dính thế. Hút. Ba biểu thật. Hút từ từ thôi. Đây rồi. Em tưởng là cái thời em mà xin. Còn không cậu em mới hút từ đó. Lỗi em. Thời tao làm đéo rồi có mấy con 500 kiểu đấy. Thời tao nhá. Còn chúng mình đấy. Thời tao là chỉ có mẹ con biến trên map này.
con mẹ à, mày lém lắc qua tường này, con mẹ bắn cung này, a xe này, làm đéo có mấy con mẹ à, nam châm mẹ từ cầu hút mẹ san nửa bản đồ như thế, vô lý. Đép đép cho em có súng, cho em có súng. Đây em ơi, phản xạ anh nhanh lắm. Mày mày muốn xem lại cái nét thanh xuân không? Tao làm đúng lần này. Rồi một yếu. Ui trời ơi. Biết là một yếu rồi, chúng nó dựng tường đấy, chúng nó sợ anh quá, mày thấy không? Một yếu là chắc. Trọng thương rồi đấy. A lên này, A lên này. Ô, nó vào B à, nó vào B à? Một cái ra, một cái ra. Ôi, kìa, em ơi. Mày đốc tao. Anh đã biết, anh đã biết sợ là gì em ạ? Vẫn còn một thằng ở đây này. Tên này. Ôi, anh ơi. Không em ơi, không em, không em ơi. Ôi trời ơi, anh biết ơi. Fucking cheater. Có phải khẩu ốp bây giờ nó sửa lại hay sao em ạ? Ngày xưa nó bắn mẹ đạn đi thẳng, giờ đạn nó đi kiểu ZD ấy. Chắc là kiểu cái khẩu ốp này được đại David Beckham là đại sứ thương hiệu hay sao, đạn nó đi kéo thật. Thằng bắn kinh quá em ạ. Em nghĩ là kiểu anh qua qua cái thời phong độ rồi bắn không hay. Không đây không, tao biết rồi. Ngày xưa là rẻ tạo như này, tao mua súng cho đồng đội đấy, thấy không? Mua súng cho đồng đội, bố mày cầm dao. Ok. Còn gì nữa? Mày ăn chỉ cần dao dân chơi mà dùng súng. Ủa thôi, cầm đi. Mẹ mà anh bắn kinh như thế cơ mà. Ok. Thôi vì lắm mới cầm nhá. Ê à. Ok. Bye. Trong một phút anh tưởng anh là tên chết. Hai em ơi, thằng Phú yếu ú. Trọng thương của thằng quay chân rồi. Anh thằng quay chân rồi. Anh thề với em nhá, anh hứa với mọi người luôn, nếu game này ấy mà nó bỏ hết chiêu đi ấy thì anh là bố. Vậy à? Ừ. Để không phải, bố hay anh? Không phải để, cái con ví dụ cái con Viper bây giờ nó có cái điều chỉnh độ gió ở cái size C này đúng không? Đúng không? Thế thì giờ lại phải dùng tường mới anh ạ. Có con tường cầm hết chiêu ấy. Mày có muốn chơi chiến thuật của mẹ ngày xưa Pro bọn anh hay chơi không? Đây, đi tất cả đi C đi. Thì anh bảo nha, tí mà nick cái back sai, anh mẹ mà smoke cái đầu này, anh bay lên lóc sai, anh nhảy xuống, anh chip bờ kin, chúng mày vào sai, hiểu chưa? Kế hoạch là nó là như thế. Thế dù mà anh không chip bờ kin được thì làm sao anh? Kiểu mình tính trường hợp B. Nói chung là thực ra cái việc kill hay không quan trọng, đấy là do sự may mắn, hiểu không? Nói chung là kill thì nó cũng chỉ là một con số thôi. Mà cái chính là impact mình làm được gì cho team, hiểu không? Thế mà anh có chết thì anh cũng đi xuống sự dũng cảm. À, mày đi ra, lớp 7 đi ra, để tao vào. Đánh lên chiến thuật cái xước của mẹ mày, tao đi ôn Star Battle đấy thôi. Cho tao ra. Đây. Từ nha. Nhìn này. Từ quắc trước. Ok, ít còn mạng. Trái. Lết, quả lết vào em ơi. Đây này anh ơi. Cầm bom này. Lướt kiểu thách đấu ấy. Đây này. Ok. Phải thằng nào block tao đây. Gara. Gara 1. Bốn. Rồi đi nếp ơi. Yếu em ơi. Anh đi đâu thế? Gara còn một. Móc lo một. Một cái ra. Một móc. Bên cái 3, 2, 1, bên cái mây. Chết. Hay. Không lo em ơi. Gara. TT 1. Yêu. Gara cuối. Thằng cuối mẹ trừ 500 máu rồi. Yêu. Đấy, trừ 500 máu mà tao bảo rồi. Thề quả đấy, đang định mẹ mà lướt kiểu pro player thì ông đéo nào đứng trước mặt mình. Đi đâu anh ơi? Đi lại, tao phải lướt lại. Đéo phải, tao phải lướt cho thời chuyên nghiệp. Ra, thế đéo nào? Anh bị tăng cân á, kiểu lên không nổi nữa, con tôi. Yeah. Anh mày nhìn cái thân hình của tao nó vẫn thon thả này, chúng mày bảo tao tăng cân như nào nhỉ? Bảo đây là tao em đi ra vào nhá. Tại anh chạy chậm hơn em ấy. Mày điên à, lại nhìn lại này, nhìn lại lướt như pro player đúng một lần nhá. Em Z cũng phải học chiêu này từ tao mà. Kéo ai chơi mày có skill chạy. Mày chạy à, nhìn nó đi ra thôi, đi ra để tao lướt như là pro player. À đây. Một cái ra. Không, tao cố tình để tao giết thằng này đấy. Ơ nhầm súng à? À tao bị không, tao bị Uliki xuống mày ạ. Sao bây giờ đéo lướt được như thế nhở? Mà điêu thật đấy. Gà ra nhá. Lớp 7 ơi. Thôi máu anh cả lớp 7 ơi. Mà nhìn anh ZD quả smoke. Còn một cái ra, gà ra cuối. Gà ra cuối nửa máu nha. Ok. Thế thằng này smoke hay sao ấy? Mẹ ơi. Này bây giờ con dẹt nó bị chậm hơn đúng không? Đâu, tại anh mập á. Đéo phải bây giờ cái đường bay của nó ngắn hơn hay sao á? Ngày xưa tao bay một phát lên nóc, bây giờ bay nửa đường nó rơi mẹ xuống rồi. Có fix lại anh ơi. What the fuck? Nhảy qua này. Ôi, tao đã bao giờ lại đâu. Để lướt. Rồi, nét đi. Lướt cả pro player này. Nhìn Heaven nhé.
Hay anh ơi. Người ta gọi là hút đạn hiểu không? Người ta gọi là hút đạn. Vào đi, vào đi, vào đi. Lên đi, lên đi. Sao bịt mạng mày, lướt thì ngắn nhưng mà đem smoke thì khỏe thế nhở? Sao lại thế nhở? Đâu, đâu hiểu. Cuộc đời nó nghịch lý lắm nhở. Vô lý lắm. Fucking shit. Thôi đừng spam nữa ông ơi, chết tôi đây, đó. Đây, 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 xong, 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 xong. Lớp 7 ơi. Hay lớp 7 ơi. Đi đi kìa lớp 7 ơi. Hay, khoai tây ơi. Heaven, heaven, heaven kìa, nó trên núi. Ui dồi ôi, khoai tây ơi. Heaven yếu, nửa máu phải làm được, lớp 7 làm được. Vào đi lớp 7 ơi. Mày phải clutch pha này, mày mới lên lớp 8 được, vào đi. Mày người lớn rồi. Nửa máu rồi. Trời đúng, mẹ mày ở lớp 7, mày bị đúng. À lại lớp rồi, lại lớp rồi. Bắn thế rồi lên lớp 8, không hiểu. Ui, em ơi, anh thiếu một quả dao nữa. Mẹ mà anh mà có mẹ mày một op nữa nhá. Anh bay lên đây, mẹ mày bay bờ kim luôn. Đây. Ờ, đúng. Có tường để làm gì, có tường để làm gì. Đúng, dựng tường nhá. Xong rồi thế nào có một thằng ra A long. Từ từ, thằng này bỏ bắn đi để tao lên chiến thuật. Chúng mày biết cái góc ngày xưa là góc của vua leo không? À mà vua leo hồi đấy là phải hào tao hiểu không? Đợi tí đi. Ờ, làm cái gì nữa? Nhìn này. Rồi, cho anh quả op, dựng tường đi. Tuyệt vời. Thôi tao tới rồi, tôi thứ mày để tao, thế nào có thằng pick bait đây nha. Làm đúng lần này. Việc đầu tiên, kỹ năng của người chơi giặt cơ bản là mày phải bay lên cái lock này. Đấy, hiểu không? Bay lên cái lock này. Điều thứ hai này. Sao kìa, còn máu không sao kìa? Mẹ, sao vậy? Chúng nó trốn rồi em ạ. Tôi bẩn vãi lồn thế. Đi ăn này, Hay ngủ. Mày sẽ slow đi, mày tao đi qua kiểu gì? Mẹ ăn. Đi được kia, đi được kia. Có tiếng nhỉ, có tiếng nhỉ. Đâu. Ủa trời, đây. Vô đi. Đây rồi, Z dip mày. Vô đi tuần rồi. Nhìn này. Ôi, một yếu. Em sẽ móc lại nè. Ê, cho tao hỏi là Riot dạo này nhập mấy cái loại dao mà Z Heavy ấy ở Trung Quốc à? Hay là ở đâu? Hình như còn ngoài nữa. Anh cầm lộn mấy con dao Trung Quốc rồi á. Mẹ âm. Thế thế chưa? TT. À, một máu. Lớp 7 ơi, mày tự tin lên. Hay lớp 7 ơi. Mày làm được, mày lớn rồi. Thằng cuối ở ngoài luôn á. Hay quá lớp 7 ơi. Mai tao xin duyệt cho mày lên lớp 8. Lên lớp rồi. Cấp bằng anh ơi. Bật mic lên sao nào? Sợ bố mẹ mắng à? Thì bố mẹ anh, nãy giờ nó không quật mít thôi. Người ta trai hạt anh. Trai hạt đấy. Ơ nhưng mà em là, cho anh hỏi lại lần nữa là em là con trai chưa vỡ giọng không? Đúng rồi. Anh không tin. Không chưa vỡ giọng thật anh nè. Thế em tên gì? Đừng bảo anh em tên Linh nhá. Anh nói em á. Ừ, mày tên gì? Em tên Trí. Thúy. Đúng vậy. Chết người luôn anh ơi. Là sao? Ôi bên phải em ơi, mít. Mày. Một điều em ơi. Tên là Thúy, tên là Trí nhở? Ảo đấy. Trí trời. À Trí à? Trí ở đây, trong đây. Trí Johnny P đúng không? Để em ơi, anh mất mẹ lướt rồi. Một. Rồi, phát, phết đó em ơi, phết đi. Hết mẹ rồi, bọn này lại chơi kiểu 500 đéo như đây. Chơi game vãi lồn thật. Yếu, nửa máu. Rồi, một thằng mày yếu vãi lìn rồi. Zage nửa máu lần cuối thế ngoài là ngoài C. Từ C vào đấy. À! Bắp sóc và smoke tôi lại đi thấy rồi. Chào đồng nghiệp, anh ơi. Hay là em ơi, mà cái thằng, thật ra mà cái game dễ này quá thì thật sự là anh không cần bắn. Đồng đội hay thế cơ mà.